Thật là một cuộc tấn công dưới hạ bộ, mèo cắn chó, thật không thể tin được. Người phụ nữ này vừa mới bái sư đã bị dắt bay trên trời. Sư tôn, đây có phải là pháp khí của người không? Không phải, nhưng từ nay về sau đây sẽ là pháp khí của con. Ngay đầu bái sư đã được tặng pháp khí. Sau khi biết đây là pháp khí của mình, Ôn Nhĩ Nhã giờ nhìn cái bầu này, càng nhìn càng thấy vừa mắt. Chỉ là bây giờ cảnh tượng của họ thật sự trông hơi kỳ cục, bởi vì Ôn Nhĩ Nhã bây giờ chưa biết điều khiển, nên giữa họ vẫn còn một sợi dây dắt. Thế tôn, con cảm thấy người đang dắt cháu đi dạo. Nghe con nói vậy cũng đúng thật. Ta cũng đang thắc mắc sao lại kỳ lạ vậy. Ôn Nhĩ Nhã mặt lạnh tanh, cô ta nghĩ đây là cố ý. Trên đường đi qua lại nhiều người như vậy, mất mặt thật sự là mất mặt đến tận cổng chùa. Sư tôn, người lại định cho chúng con một sư muội nhỏ. Vị sư tỷ kia mặt đầy kinh ngạc, đơn giản là vui mừng cực độ. Vị sư huynh kia nhìn qua thì khá lạnh nhạt, chỉ nhẹ nhàng gọi một tiếng sư muội. Sư muội nhỏ của các con giao cho các con đó, ta còn việc nên đi trước đây. Lời nói vừa dứt, người đã biến mất. Ta tên là Lạc Anh, là nhị sư tỷ của sư muội. Anh ấy tên Lạc Trần, là đại sư huynh. Chào đại sư huynh, chào nhị sư tỷ. Sư muội, sau khi nhập môn thì phải chọn nhạc cụ phù hợp với mình. Lúc đó sẽ vào tàng bảo các của môn phái, bên trong có đủ loại nhạc cụ. Ta dùng tiêu, đại sư huynh dùng tỳ bà. Đến lúc đó sư muội cũng sẽ có nhạc cụ thuộc về mình. Nhị sư tỷ, thật sự rất mong chờ Ôn Nhĩ Nhã sẽ có loại vũ khí gì. Ngày mai sẽ đến tàng bảo các. Sư muội nhỏ, ngày mai nhất định sẽ chọn được nhạc cụ ưng ý. Nhưng sư muội có vẻ khá hứng thú với nhạc cụ hơi. Hy vọng sư muội sẽ chọn một nhạc cụ hơi. Nhưng mà nhạc cụ hơi thật sự quá phổ biến rồi. Hy vọng sư muội nên chọn một cái độc đáo một chút. Cái mà đại sư huynh nói độc đáo một chút, cụ thể là như thế nào? Để xem ta có thể tìm được không? Ta cũng không biết, bởi vì ta cũng chưa từng thấy, nên cũng không biết nên nói thế nào. Nhưng mà chọn nhạc cụ không phải sư muội chọn là được. Nhạc cụ còn phải chọn sư muội, hai người là chọn lẫn nhau. Ôi chà, còn muốn nói thêm gì nữa? Nhưng mà Thẩm Nhược Hư đã đến. Xem ra thời gian này, con chơi với sư huynh sư tỷ cũng khá ổn nhỉ. Sư huynh sư tỷ đối xử với con rất tốt. Sư tôn, bây giờ chúng ta đi tàng bảo các phải không? Lấy cái bầu của con ra đi. Bây giờ con có lẽ đã có thể tự điều khiển rồi nhỉ? Con đã hoàn toàn có thể tự điều khiển rồi. Sư tôn cứ yên tâm. Ôn Nhĩ Nhã chỉ bay được khoảng 10 phút. Rồi cảm thấy bản thân không đủ sức. Cái bầu này cứ như phát điên, lúc nhanh lúc chậm. Biết con bay được rồi, không cần phải khoe khoang vậy. Đột nhiên, cái bầu Ôn Nhĩ Nhã đang ngồi bỗng lật ngược lại. Rồi Ôn Nhĩ Nhã cũng lộn đầu xuống đất. Bây giờ, cả người tay chân đều bám chặt lên cái bầu. Thẩm Nhược Hư bị cô ta chọc cười. Con định biểu diễn xiếc trước mặt ta à? Thế tôn cứu con với. Con không điều khiển được nó nữa rồi. Thẩm Nhược Hư chỉ nhẹ nhàng nâng tay. Cái bầu này liền nghe lời. Ta còn tưởng con cố tình khoe khoang trước mặt ta là con biết bay rồi chứ. Thế tôn, người nghĩ con biết bay rồi thì cần gì phải khoe khoang chứ? Điều đó thì chưa chắc. Biết đâu tính cách của con là như vậy thì sao? Ôn Nhĩ Nhã bây giờ thật sự không biết nói gì nữa. Vừa rồi cô ta còn nghĩ mình đã thoát khỏi cảm giác bị dắt đi dạo, bây giờ lại bắt đầu bị dắt đi nữa rồi. Nhị Nha, sư muội bị sao vậy? Sao lại còn cần sư tôn dắt sư muội đi nữa? Cái này cô ấy chưa học tốt, nửa đường đã có vấn đề. Con biểu diễn cho ta một màn xiếc nữa. Ôn Nhĩ Nhã bây giờ thật sự không thể giữ được thể diện nữa. Thế tôn, đồ đệ này coi sư tôn như ngựa à? Không có, không có, là đồ đệ nói sai rồi. Đã con nói vậy rồi, vậy sư tôn sẽ dẫn con ra ngoài dạo một vòng. Ôn Nhĩ Nhã còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Nhược Hư đột nhiên tăng tốc. Cứu mạng, sư tôn con sai rồi. Nhìn người phía trước đang kêu thảm thiết. Thượng quan nhất nghĩ chuyện này chắc không liên quan đến mình đâu nhỉ. Bước vào tàng bảo các, Ôn Nhĩ Nhã bắt đầu tìm kiếm nhạc cụ của mình. Cây sáo này trông đẹp quá. Ôn Nhĩ Nhã, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy cây sáo màu xanh biếc kia, nhưng cô vừa đưa tay ra thì cây sáo đã chạy mất. Không sao, không sao, có lẽ đây chỉ là một sự cố thôi. Cô lại để ý đến cây không hầu ở góc phòng, là loại không hầu nhỏ xíu, tinh xảo và hoa lệ. Nhưng cô chỉ liếc mắt nhìn thì cây không hầu đã biến mất. Ôn Nhĩ Nhã biết hai nhạc cụ này chắc chắn là đang chê cô. Nhị Nha, tuyệt quá, cậu cũng không được chọn này. Phía sau Ôn Nhĩ Nhã vang lên giọng nói của thượng quan nhất. Anh ta cũng là hai tay không. Cậu cũng không được chọn à? Tôi chỉ cần chạm vào chúng, chúng liền chạy mất. Tôi căn bản không thể bắt được chúng. Hai người nhìn nhau thở dài. Quả nhiên là anh em khó khăn mà. Hai người cùng sánh bước đi vào bên trong. Bên trong toàn là những nhạc cụ khá nặng. Rồi, thượng quan nhất đột nhiên chân vấp phải thứ gì đó, ngã sấp mặt luôn. Nhị Nha, mau giúp tôi xem có phải nhạc cụ làm tôi vấp ngã không. Thượng quan nhất người còn chưa bỏ dậy đã bắt đầu hỏi có phải nhạc cụ không rồi. Ôn Nhĩ Nhã định nhặt thứ làm cậu ta vấp ngã lên, nhưng mà thứ đó không cho cậu ta chạm vào. Hình như là một cái búa nhỏ. Rồi cậu ta ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một dãy chuông đồng khổng lồ. Thượng quan nhất ngồi bệt dưới đất sững sờ. Cậu cố gắng lên nhé. Không thể nào, chắc chắn cậu nhầm rồi. Thượng quan nhất để chứng minh, con cố ý đi lấy cái búa nhỏ đó, nhưng sự thật khiến anh thất vọng thật sự. Cái búa nhỏ rất ngoan ngoãn trong tay anh. Anh không tin vào số phận, đi gõ cái chuông đồng. Kết quả chuông đồng vang lên. Thượng quan nhất bây giờ thật sự muốn khóc. Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Anh không muốn mỗi lần biểu diễn đều phải mang theo mấy thứ to đùng này. Ôn Nhĩ Nhã nhìn thấy cây kèn siêu nơ bên cạnh chuông đồng, trong lòng cũng có cảm giác bất an. Cô cẩn thận chạm nhẹ vào cây kèn siêu nơ,
Xong rồi, nhìn cây kèn siêu no trong tay. Ô Nhĩ Nhã mặt đầy vẻ sống không bằng chết. Cô là con gái mà lại bắt cô thổi kèn siêu no. Thượng quan nhất cũng nhìn thấy cây kèn siêu no trong tay cô, trong lòng lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Hãy chấp nhận số phận đi, tôi là Trung Đồng, cậu là kèn siêu no, sau này chúng ta xuất hiện sẽ là bất khả chiến bại. Thoải mái hơn nhiều rồi, khó trách mọi người đều nói âm nhạc có thể giải tỏa tâm trạng. Ô Nhĩ Nhã nhẹ nhàng cất kèn siêu nơ đi, rồi đi ngủ. Cậu nói sư muội vừa rồi thổi bài gì vậy? Chắc là một bài hát chiến đấu hoa hùng chứ nhỉ? Ánh mắt đại sư huynh thất thần. Vốn dĩ anh ấy đã ngủ rồi, kết quả tiếng kèn siêu nơ đó trực tiếp làm anh ấy giật mình nhảy dậy khỏi giường. Em nói xem, sư muội sẽ không mỗi tối đều thổi một lần chứ? Hai người bây giờ nhìn nhau chằm chằm, không nói gì. Thế tôn chào buổi sáng. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tối qua hai người không ngủ ngon à? Nhị sư tỷ mỉm cười với sư muội. Hôm nay cô ấy thật sự không có tinh thần nói chuyện. Sắc mặt đại sư huynh vốn đã rất lạnh nhạt, nhưng hôm nay trông còn có một luồng sát khí. Đại sư huynh và nhị sư tỷ của con là hôm qua bị khúc nhạc của con làm kinh ngạc đấy. Con có muốn mỗi ngày thổi cho họ nghe không? Không cần. Hai người này đồng thanh từ chối. Biểu cảm trên mặt còn đặc biệt kinh hãi. Hay là tối nay mình đừng thổi nữa nhỉ? Thấy đại sư huynh nhị sư tỷ đều không chịu nổi, vậy chắc chắn cũng ảnh hưởng đến người khác. Không cần, với tư cách là âm tu, con thổi khúc nhạc của con là chuyện của con. Sư huynh sư tỷ của con là tu luyện chưa đến nơi đến chốn, con xem ta có sao đâu. Lúc này con quan tâm đến họ, vậy khi chiến đấu ai quan tâm đến họ? Cho nên chỉ bằng lúc này rèn luyện thêm tâm tính của chính họ. Ô Nhĩ Nhã nửa tin nửa ngờ gật đầu. Vậy cô ấy thật sự không quan tâm nữa à? Được rồi, sau này sẽ là sư huynh sư tỷ của con mỗi ngày thay phiên đưa con đi học. Con tự mình sớm khống chế được cái bầu đó đi, không thì chỉ có thể ngày ngày bị lôi đi thôi. Có gì không hiểu về đây có thể hỏi ta. Con chính là đệ tử do ta tự mình dẫn dắt, không thể thua kém người khác được. Đến giảng đường rồi, cô ấy chọn một chỗ khá là ở phía sau để ngồi. Cậu bị sao vậy? Tối qua không ngủ ngon à? Cậu đừng nói nữa, tối qua không biết là ai, đêm hôm khuya khoắt thổi khúc nhạc gì, cảm giác vẫn là một bài hát chiến đấu. Cái điệu hào hùng đó làm ta tối qua vừa nhắm mắt lại là nghe thấy giai điệu đó. Ô Nhĩ Nhã lặng lẽ lùi ra sau một chút. Người cậu ta nói không phải là mình ấy chứ? Hôm qua cô ấy thổi bài Tâm Như Nước Tính, tuyệt đối không phải bài hát chiến đấu. Vị huynh đệ này cũng nghe thấy rồi phải không? Chúng ta đều nghe thấy, lúc đó ta đã ngủ rồi. Kết quả một tiếng kèn dài, bài hát chiến đấu vang lên, lúc đó ta sợ chết khiếp. Đúng vậy đúng vậy, tôi đi tìm sư tôn. Sư tôn còn nói là do tâm tính chúng ta chưa đủ, ông ấy không bị ảnh hưởng, nhưng ông ấy vốn không cần ngủ mà. Tôi thấy rất nhiều đệ tử đều biết một chút âm luật, chi bằng biểu diễn một chút đi. Tần Vũ trưởng lão vừa liếc mắt là biết ngay. Ai biết ai không? Ô Nhĩ Nhã cúi đầu thật thấp. Lan Vạn Lần đừng gọi cô ấy, Lan Vạn Lần đừng gọi cô ấy. Nữ đệ tử đang cúi đầu kia, hình như cô gọi là Ô Nhĩ Nhã phải không? Cô lên biểu diễn một chút đi. Không phải là định luật đối diện sao? Thường thì chỉ cần đối diện là sẽ bị gọi lên. Cô ấy vẫn luôn cúi đầu kia. Bần trưởng lão, đệ tử không biết âm luật, thật sự không biết sao? Ta có thể nhìn ra được đấy. Các đệ tử ở Thiên Âm Môn cũng đã học rất lâu rồi, sau khi cầm nhạc cụ, biết hay không cơ bản đều có thể nhìn ra. Được rồi, ta biết, cô biết. Ta thổi một khúc, cô theo ta thổi một khúc. Ô Nhĩ Nhã nhìn cây kèn siêu nơ trong tay, cô ấy có thể từ chối sao? Tần Vũ trưởng lão vừa thổi, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Ô Nhĩ Nhã xin nói thật, đây không phải bài Tâm Như Nước Tính cô ấy thổi hôm qua sao? Được rồi, cô cũng thổi đi. Ô Nhĩ Nhã Tâm Như cho tàn nâng ống sáo lên. Tiếng kèn vang lên, ánh mắt mọi người như muốn giết chết cô, đặc biệt là thượng quan nhất bên cạnh. Anh ấy chưa từng nghĩ tới thủ phạm gây họa hôm qua lại là Ô Nhĩ Nhã. Hóa ra cô chính là người đã thổi tối qua. Thổi cũng không tệ, nhưng mà cảm giác cô thổi hôm nay sao khác với hôm qua vậy? Không có cảm giác hào hùng như vậy. Trưởng lão, bài này vốn không phải là bài hào hùng, tên của nó là Tâm Như Nước Tĩnh. Nghe thấy cái tên này, ngay cả Tần Vũ trưởng lão cũng sửng sốt một chút. Hóa ra là vậy, hóa ra là vậy. Ta nói sao tối qua nghe có vẻ kỳ lạ. Hóa ra là như vậy. Lại đây lại đây, cô hãy viết toàn bộ khúc nhạc ra cho ta, ta ghi chép lại. Vốn là một tiết học âm luật, sau đó biến thành tiết thảo luận. Lấy khúc nhạc Tâm Như Nước Tĩnh này để thảo luận. Cô đứng lại cho ta. Tôi nói này, trước khi lên lớp ta nói chuyện này với cô, sao cô lại trốn ta? Hóa ra cô mới là thủ phạm gây họa à? Mọi người mau đuổi theo, đừng để cô ta chạy mất. Tiếp theo nhìn thấy một màn hài hước. Ô Nhĩ Nhã cưỡi một cô bầu lớn bay loạn trên trời, phía sau có hơn 20 đệ tử đang đuổi theo. Sắc mặt những người phía sau đều cảm thấy như muốn giết người. Tôi chỉ thổi một khúc nhạc vào buổi tối thôi mà,
Tôi không đáng chết vậy đâu. Các vị sư huynh sư tỷ, tôi biết sai rồi. Mọi người đừng đuổi theo ta nữa. Sư tôn, đại sư huynh, nhị sư tỷ cứu mạng. Từ hôm nay ta dạy các người chiến đấu. Các người là âm tu, chiến đấu cũng phải áp dụng triệt để sức mạnh âm tu. Hôm nay xem như các người mới học ngày đầu, nên ta cũng sẽ không làm khó các người lắm. Các người tự tìm đối tác tùy ý đi, để ta xem các người chiến đấu như thế nào. Lời của Cầm Kiền trưởng lão vừa nói ra, tất cả mọi người đều cúi đầu xuống. Bây giờ họ mới vừa học cách khống chế linh lực, vận dụng vào khúc nhạc. Bảo họ chiến đấu thế nào đây? Các người gia nhập Thiên Âm Môn cũng đã gần một tháng rồi nhỉ? Cho dù mới chọn nhạc khí bản mạnh vài ngày trước, nhưng các người có thể chọn Thiên Âm Môn, vậy bản thân cũng phải biết chút âm luật chứ. Tại sao bây giờ một người cũng không dám đứng ra? Ô Nhị Nhã nhìn vị trưởng lão này, tim đập thình thịch vì sợ hãi. Cô ta cảm thấy mình như gặp lại giáo đạo chủ nhiệm diệt tuyệt sư thái hồi cấp 3. Con lên đây đi cùng ta. Con người nói con sao? Chính là con lại đây biểu diễn cho ta xem. Ta là đối tượng chiến đấu của con chỉ cần dùng âm luật tấn công ta là được. Nói xong, diệt tuyệt sư thái dùng mắt quét qua tất cả mọi người. Tất cả các người nhìn cho kỹ vào. Tiểu cô nương, ta biết ngươi là đệ tử của thần Thiên Tôn. Hai sư huynh sư tỷ của ngươi đều là những người xuất sắc. Ngươi đừng làm mất mặt họ đấy. Trưởng lão, vậy đệ tử sẽ không khách sáo. Người ta đã nói vậy rồi, cô ấy chắc chắn phải phát huy tốt. Nếu không, không chỉ mất mặt bản thân, mà còn làm mất mặt sư tôn và sư huynh sư tỷ nữa. Ô Nhị Nhã triệu hồi cây kèn siêu nao của mình ra. Cầm Tiền trưởng lão nhìn thấy cây kèn siêu nao của cô, hơi sửng sốt. Tiểu cô nương, nếu ngươi có thể đánh bại ta, thì ta sẽ đồng ý với ngươi một chuyện. Ô Nhị Nhã cau mày, cô nghĩ đến một khúc nhạc đặc biệt ma mị, Trạng Nguyên Đà Đệ. Nhìn tôi một gậy. Không ổn rồi, Cầm Tiền trưởng lão bị tân đệ tử đánh ngất xỉu. Trưởng lão Cầm Tiền căn bản không nghĩ tới Ô Nhị Nhã lại dùng vũ lực, càng không tưởng tượng nổi một người tu âm lại dùng nhạc cụ đánh người. Ô Nhị Nhã bây giờ thật sự muốn hỏi một câu hỏi, trong lúc lên lớp đánh ngất xỉu thầy giáo thì phải làm sao? Hỏi online khá gấp. Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì đây? Tôi cũng không biết, nhưng vừa rồi coi như tôi thắng rồi phải không? Cậu đừng nghĩ xem mình có thắng hay không trước, vấn đề là cậu đánh ngất xỉu trưởng lão rồi, liệu có bị phạt không? Ô Nhị Nhã im lặng một lúc, rồi lấy ra truyền âm phù thẩm nhược hư đưa cho cậu. Thế tôn, người có thể qua đây một chút được không? Con gây ra một chút rắc rối, có lẽ lát nữa phải mời phụ huynh. Tất cả đệ tử đều bị dẫn tới giới luật đường. Ô Nhị Nhã một mình đứng ở phía trước nhất, dám đánh ngất xỉu trưởng lão. Các ngươi thật là lợi hại. Trưởng lão giới luật đường cũng là lần đầu thấy đệ tử đánh ngất xỉu trưởng lão. Đây không phải là cố ý. Cầm Tiền trưởng lão tự nói, nếu đánh thắng ông ấy thì sẽ đồng ý một yêu cầu của con. Thượng quan nhất chỉ muốn bịt miệng cô ta lại. Sao giờ cô nương này còn dám nói chuyện vậy? Tiểu cô nương đừng sợ, ta đâu có định phạt ngươi. Đây là lớp chiến đấu, bị thương một chút cũng là điều khó tránh khỏi. Cầm Tiền trưởng lão bị ngươi đánh bại, đó cũng là do ông ấy tự mình sơ suất, không thể trách ngươi được. Ô Nhị Nhã ngạc nhiên ngẩng đầu lên, thật sự không phạt cậu ấy sao? Nhưng nhìn sắc mặt của Tiền trưởng lão, ông ấy quả thật không tức giận. Tiểu cô nương, ta nghe sư huynh sư tỷ của ngươi nói, ngươi thổi một khúc cực kỳ kỳ lạ, hơn nữa chính khúc nhạc này đã làm rối loạn tâm tư của Cầm Tiền trưởng lão. Ngươi mới có thể đánh ngất Cầm Tiền trưởng lão, ngươi có thể biểu diễn lại cho ta xem không? Ô Nhị Nhã nhìn các bạn học phía sau, các bạn học lập tức lùi lại mấy bước. Họ thật sự đã chịu đủ khúc nhạc ma mị đó rồi. Trưởng lão, ngài chắc chắn muốn đệ tử biểu diễn sao? Ô Nhị Nhã quyết định vẫn nên hỏi lại lần nữa. Bản thân cậu cũng cảm thấy bồn chồn, nó thật sự rất ma mị. Hơn nữa khi kết hợp với kèn siêu nơ, nhạc cụ này thật sự tăng sức mạnh rất nhiều. Thổi đi, cứ thổi đi, ngươi chỉ cần thổi đơn thuần là được rồi. Tiên trưởng lão thật sự hơi nóng lòng. Ô Nhị Nhã lấy kèn siêu nơ của mình ra, rồi bắt đầu thổi.
khi Thẩm Nhược Hư dẫn đại sư huynh, nhị sư tỷ đến, nghe thấy âm nhạc này, đột nhiên bật cười. Yên tâm đi, tiểu sư muội của các ngươi bây giờ không có chuyện gì đâu. Thẩm Nhược Hư cũng không ngờ, Ôn Nhĩ Nhã lại dùng kèn siêu nơ như vậy, dùng vũ lực đánh ngất cầm tiền. Tiên trưởng lão, tiên trưởng lão, tiên trưởng lão lắc đầu, muốn đuổi Khúc Nhạc Ma Mị ra khỏi đầu, nhưng ông ấy đã thất bại. Khúc nhạc này của ngươi, không phải do sư tôn của ngươi dạy chứ? Không phải, không phải, đây không phải do sư tôn dạy con, mà là con học được ở trần gian, là do một tiền bối trong ngành sáng tác. Tiên trưởng lão gật đầu hiểu rõ. May mà không phải Thẩm Nhược Hư, nếu không, ông ấy thật sự không chịu nổi dáng vẻ đó của Thẩm Nhược Hư. Khúc nhạc này của ngươi tuy kỳ lạ, nhưng uy lực rất lớn, hơn nữa rất dễ xâm nhập vào tâm cảnh của người khác. Chỉ cần hơi sơ suất một chút, là dễ dàng bị khúc nhạc này dẫn này. Cầm tiền trưởng lão chắc là đã đánh giá thấp ngươi. Ông ấy nói vậy cũng không an. Đây là lần hiếm hoi nghe người khen người khác đấy. Tiểu đệ tử này của ta, không ngờ lại được ngươi khen ngợi. Thẩm Nhược Hư dẫn đại sư huynh và nhị sư tỷ đi vào. Các đệ tử đều sửng sốt. Họ biết Ôn Nhĩ Nhã vừa cầu cứu, không ngờ Thẩm Tiên Tôn thật sự đến. Đây cũng là lần đầu tiên ngươi gặp đệ tử của ta. Ngươi đã chuẩn bị lễ gặp mặt chưa? Thẩm Nhược Hư, không có chuyện gì sao ngươi lại đến chỗ ta? Tất cả bảo bối của ta đều đưa hết cho ngươi rồi. Ta làm gì có lễ gặp mặt nào chứ? Tiên trưởng lão không có sở thích gì khác, nhưng lại thích chơi bài. Nhưng vận may của ông ấy lại đặc biệt kém. Nhưng năm nay cứ đánh với Thẩm Nhược Hư là thua. Bây giờ chẳng còn gì cả. Ta quên mất giờ tiên trưởng lão là một kẻ nghèo rất mồng tơi rồi. Đệ tử này của ta cũng không phạm lỗi gì. Bây giờ ta có thể đem nó đi được chưa? Đem đi, đem đi. Ôn Nhĩ Nhã và Thẩm Nhược Hư trở về. Trên đường về, Ôn Nhĩ Nhã cứ lén nhìn Thẩm Nhược Hư, muốn biết ngài ấy có tức giận không. Sư tôn, người thật sự không tức giận sao? Tại sao con lại nghĩ ta tức giận? Bởi vì con đánh, trưởng lão, đánh thì đánh thôi. Không phải ông ấy bảo con đánh sao? Nhĩ Nhã, thật ra con không cần phải quá cẩn thận như vậy. Là đệ tử của ta, con muốn làm gì thì cứ làm. Sư tôn ta hoàn toàn có khả năng bảo vệ con. Lời của Thẩm Nhược Hư gây chấn động lớn trong lòng Ôn Nhĩ Nhã. Hóa ra Thẩm Nhược Hư vẫn luôn biết sự bất an của cô. Đúng vậy, tuy bình thường trong ngày ấy có vẻ không sao, nhưng thật ra ngày ấy rất lo lắng. Lo lắng mình gây rắc rối, lo lắng mình đắc tội người khác. Ôn Nhĩ Nhã, con muốn làm gì thì cứ làm. Ở bên ta, con có thể sống thoải mái hơn. Thẩm Nhược Hư không biết, câu nói này của ngài ấy đã trở thành chỗ dựa của Ôn Nhĩ Nhã sau này. Con đường cô chính thức tung cánh của mình đã mở ra. Sao ta có thể thua một tiểu cô nương chứ? Rõ ràng là tiểu cô nương đó gian lận. Làm gì có chuyện âm tu dùng nhạc cụ đánh người chứ? Cầm tiền trưởng lão thả chết cũng không chịu thừa nhận mình thua. Bây giờ chán ông ấy vẫn còn sưng. Cầm tiền trưởng lão, chuyện này dù ông không thừa nhận cũng vô ích thôi. Mọi người đều nhìn thấy cả rồi. Ông về đây ai cũng phải khiêng ông về. Thật ra ông có thừa nhận hay không chúng tôi cũng không quan tâm. Chỉ cần ông đừng trách cứ sư muội là được. Nó còn nhỏ tuổi không hiểu chuyện, nên mong trưởng lão thông cảm cho. Cầm tiền trưởng lão run rẩy chỉ tay vào anh ta, tức đến mức không nói nên lời. Trưởng lão, đại sư huynh của con nói năng không khéo. Con thay anh ấy xin lỗi ngài. Nhĩ Nhã cũng biết mình sai rồi, cũng mong ngài có thể tha thứ cho nó. Các ngươi nói là đến xin lỗi. Các ngươi xin lỗi kiểu gì vậy hả? Quả nhiên là do Thẩm Nhược Hư dạy ra. Chọc tức người ta, Cầm tiền trưởng lão rất có ý kiến với Thẩm Nhược Hư. Nếu không phải đánh không lại hắn, ông ấy đã đánh hắn từ lâu rồi. Bây giờ đệ tử của hắn cũng chọc tức người ta như vậy, tên người đến này còn quá đáng hơn, lại còn dám đánh ông. Hai người mau cút ra ngoài cho ta. Ta vốn không bệnh mà cũng bị các ngươi chọc tức đến sinh bệnh rồi. Vậy đệ tử xin cáo lui trước, phải về báo cáo tình hình với sư tôn. Ôn Nhĩ Nhã chưa bao giờ nấu ăn, bây giờ cô đang vật lộn trong bếp. Sư huynh sư tỷ, Thanh Liên phòng của các ngươi có phải bị cháy không? Nhìn hướng khói đen chắc là ở chỗ bếp nhỏ. Chúng ta mau qua đó xem thử. Thượng quan Nhất và Tiết Thần không yên tâm, còn đặc biệt từ trong túi trữ vật lấy ra hai cái thùng lớn, đổ đầy hai thùng nước lớn. Cuối cùng cũng làm xong rồi. Sư tôn, ngài và sư muội không sao chứ? Chúng tôi còn tưởng chỗ này bị cháy. Nhị sư tỷ còn chưa nói hết câu, đã nhìn thấy một đĩa đồ đen xì. Cháy cái gì chứ? Muội đang nấu ăn đây. Món thịt kho tàu muội vất vả làm giờ hỏng hết rồi. Ai chọc giận muội vậy? Chỗ này trông có vẻ nguy hiểm đến tính mạng đấy. Muội không định đem tặng trưởng lão đấy chứ? Cái này muội định làm cho sư tôn ăn. Mọi người đều nhìn về phía Thẩm Nhược Hư. Họ ngưỡng mộ anh ấy là một dũng sĩ. Trưởng môn vừa truyền âm cho tôi, nói có chuyện cần gặp tôi. Tôi đi trước đây. Nhĩ Nhã con đi thay quần áo sớm đi. Bây giờ con vẫn là thân phận phàm nhân, đừng để bị cảm lạnh. Ôn Nhĩ Nhã trừng mắt nhìn Thượng Quan Nhất và Tiết Thần. Tôi sẽ nhớ hai người các cậu. Thượng Quan Nhất và Tiết Thần giật mình, đột nhiên có cảm giác bất an. Nhị sư tỷ đã sớm rút lui khỏi chiến trường, mà còn đứng về phía Ôn Nhĩ Nhã. Đạo diễn, họ cũng quá đáng lắm. Đồ sư muội vất vả làm ra lại bị hủy hoại như vậy. Không sao, sư tỷ sẽ làm cho muội một phần. Nhị sư tỷ cũng khá chiều cô sư muội này, chủ yếu là sợ muội ấy dùng kèn sim nơ. Đại sư huynh nhìn hai người trẻ tuổi phía sau, ra hiệu cho nhị sư tỷ. Nhị sư tỷ lập tức hiểu ý,
Tiểu sư muội, tôi và đại sư huynh còn chút việc. Chúng tôi đi trước đây. Vừa hai bạn của muội đến rồi. Chúng tôi ở đây cũng không vui. Muội phải tiếp đãi họ cho tốt nhé. Thượng quan nhất và tiết thần không thể tin nổi. Đây là lời hai vị sư huynh sư tỷ nói sao? Sư huynh sư tỷ, hai người. Vừa rồi trên miệng các cậu có hai con mũi. Bây giờ đập chết rồi. Nhị sư tỷ thực sự không nhìn nổi đại sư huynh đánh người nữa. Vội vàng kéo người đi mất. Ôn Nhĩ Nhã nhìn thượng quan nhất và tiết thần. Ánh mắt khiến hai người này run sợ trong lòng. Chúng tôi thực sự không cố ý. Chúng tôi cũng chỉ là lòng tốt làm chuyện xấu thôi. Ôn Nhĩ Nhã nhìn họ, đột nhiên cười. Nhưng nụ cười này còn đáng sợ hơn không cười. Điều này khiến hai người kia sợ hãi vô cùng. Ôi, đây là lần thứ 21 rồi phải không? Tôi mạo muội nói một câu. Cô thực sự không có thiên phủ nấu ăn. Hay là thôi đi. Không biết nói thì đừng nói nhé. Nếm thử cho tốt đi. Thượng quan sư huynh. Hai canh giờ sau, Ôn Nhĩ Nhã cuối cùng cũng bưng ra món ăn hài lòng. Chỉ có điều trên sàn bếp nhỏ nằm hai người. Sắc mặt hai người này đều tái nhợt. Nhìn Ôn Nhĩ Nhã đi xa. Đại sư huynh và nhị sư tỷ không biết từ đâu bước ra, vội vàng đỡ hai người trên sàn dậy. Tôi muốn về nhà. Tiết thần nằm sấp trên đất khóc lớn. Một chàng trai tràn đầy khí thế lại bị Ôn Nhĩ Nhã hành hạ thành ra thế này. Nam anh sư tỷ, tôi cầu xin cô, sau này đừng để cô ta lại gần nhà bếp được không? Dù không vì bọn tôi thì cũng phải vì bản thân các người chứ. Các người cũng không muốn mỗi ngày phải đề phòng có người đầu độc đúng không? Nhị sư tỷ nhìn hai tiểu sư đệ này, cảm thấy tình trạng tinh thần của họ bây giờ cực kỳ không ổn, nên lập tức đưa họ về. Dù sao nếu có chuyện thì cũng đừng xảy ra ở thanh niên phong của họ. Còn lại thì cô không quan tâm. Con bị sao vậy? Con không phải đến thanh niên phong tìm con bé Ôn Nhĩ Nhã đó sao? Sao giờ lại thành ra thế này? Nghe đến tên Ôn Nhĩ Nhã anh ta phản xạ muốn nôn. Sư tỷ, sau này con tuyệt đối không đến thanh niên phòng nữa. Ôn Nhĩ Nhã quá đáng sợ. Cô ta làm cái đó cho con ăn. Con còn ăn rất nhiều. Con không còn trong sạch nữa. Sư thúc và sư tỷ nghe những lời này suýt nữa không đứng vững. Ôi, sư muội còn có sở thích như vậy sao? Nhưng tại sao cậu cũng ăn luôn? Đêm đến, Ôn Nhĩ Nhã đến sau núi, tìm một nơi vắng vẻ để luyện tập kèn xin nơ. Sao chỗ này cảm giác âm u thế nhỉ? Chắc sẽ không làm phiền sư huynh sư tỷ nghỉ ngơi đâu. Thôi bỏ đi, sao càng thời càng thấy lạnh run thế này? Thì ra là muội ngủ không được, nên nửa đêm chạy đến ngồi bên giường ta. Nhị sư tỷ, em thực sự không cố ý. Em chỉ là một mình ngủ không được thôi. Em không tiện đi tìm sư tôn, cũng không tiện đi tìm đại sư huynh, nên em mới đến tìm sư tỷ. Đại sư huynh, không ngờ Ôn Nhĩ Nhã lại còn định đến tìm anh. Lối suy nghĩ của tiểu sư muội này, anh thực sự không hiểu nổi. Được rồi, tối nay muội ngủ ở chỗ ta đi. Nhưng sau này không được thế nữa đâu. Nếu tối muội ngủ không được thì đi tìm sư tôn sẽ tốt hơn. Người tuổi cao tu vi cũng cao. Thực ra ban đêm không cần ngủ cũng được. Quan trọng nhất là muội đến người sẽ phát hiện ra. Muội thế này cũng tốt hơn người hạ là được. Em biết rồi sư tỷ. Sau này em sẽ không thế nữa. Trẻ thì tốt thật. Đặt đầu xuống là ngủ. Khóa học ngày hôm sau, Ôn Nhĩ Nhã cũng lén lút làm trò. Bây giờ dù là trưởng lão nào, cũng sẽ không để cô ta chủ động che giấu nữa. Thượng quan nhất giờ hoàn toàn tự bỏ mặc bản thân. Anh ta cũng không theo đuổi âm luật vốn có của nhạc cụ nữa. Dù sao dùng được thì là khúc hay. Nhược Hư, cậu có thể quản lý đệ tử của mình không? Cậu có biết bây giờ nó làm loạn thế nào không? Bây giờ nó dẫn theo tất cả các đệ tử mới, hoàn toàn đi sai đường. Cậu nghe thử mấy khúc mà đệ tử diễn tấu xem. Đâu còn chút khí chất tiên khiết nào của âm tù nữa. Đừng nóng vội, đây đâu phải chuyện gì to tát. Đây còn chưa phải chuyện to tát sao? Nó sắp hủy hoại danh tiếng của toàn bộ âm tu rồi. Danh tiếng của âm tu là gì? Bây giờ danh tiếng của âm tu đều do người ngoài nói cả. Nghĩ nhà nói cũng không sai. Ai bảo âm tu diễn tấu nhất định phải hay nghe chứ? Tất cả những điều này đều phục vụ cho việc chiến thắng. Chỉ cần có thể đánh thắng thì chính là một âm tu giỏi. Cuối cùng trưởng môn bị tức giận bỏ đi. Về đến nơi thấy đệ tử nhà mình đang đánh thức tống hồn. Ông lại bị tức đến choáng váng. Thượng quan nhất nhìn sắc mặt sư tôn nhà mình. Người đi đâu vậy? Sao mặt lại khó chịu thế?
tôi đang luyện tập một bản nhạc. Đây là cái gì vậy? Lúc này, trưởng môn đột nhiên phát hiện có điều gì đó không ổn. Ông nhìn về phía Thẩm Nhược Hư. Ngươi không thấy bản nhạc của mấy đứa trẻ này đột nhiên chứa đầy sát khí sao? Ma kính đã đến. Cứu tôi với. Ảnh ma cầm lệnh bài hét lớn. Giọng nói đầy sợ hãi khiến các ma tướng khác cũng cảm thấy kinh hãi. Ma tướng thực sự không thể chịu nổi nữa. Thiên Âm Môn còn nói là danh môn chính phái, mà lại có thể tra tấn ma đến mức này. Thẩm Nhược Hư nhìn cảnh tượng này, tôi nghĩ chúng ta có lẽ không cần đến đây. Sắc mặt của trưởng môn bây giờ cũng xanh lè. Đừng nói chuyện khác nữa, bắt lấy con ma này trước đã. Nhìn thấy trưởng môn và Thẩm Nhược Hư, Ô Nhị Nhã, Thượng Quan Nhất và Tiết Thần vui mừng khôn xiết. Cứu tôi với, tôi sẽ nói hết mọi thứ. Vậy người mặc đồ đen này là ma. Ba người các người lần này cũng coi như may mắn. Đây là một ảnh ma, cũng khá dễ đối phó. Nhưng làm sao hắn có thể dễ dàng vào đây như vậy? Trưởng môn thực sự rất kỳ lạ. Mọi núi nơi Thiên Âm Môn tọa lạc được bao phủ bởi trận pháp, làm sao ma có thể vào được? Thẩm Nhược Hư nhìn ảnh ma dưới đất rồi nói ra hết những gì người biết. Nếu không, ta sẽ để ba người này tiếp tục tra tấn ngươi. Cái gì mà gọi là tra tấn? Nói nghe khó chịu quá. Ảnh ma dùng mình. Tôi sẽ nói hết. Một năm trước, khi tiên môn tuyển sinh, chúng tôi đã cử người trà trộn vào. Mặc dù cuối cùng không được chọn, nhưng mà đã biết rõ trận pháp xung quanh Thiên Âm Môn. Thì ra là vậy. Thẩm Nhược Hư khoanh tay nhìn trưởng môn. Tôi đã nói là ngươi nên thay đổi trận pháp rồi mà. Bây giờ may mắn là gặp đệ tử ở Chiêu Lăng. Nếu để hắn đi đến nơi khác, thì hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Chiêu Lăng nếu không phải người nói câu này là thần tiên tôn, thì bọn họ đã trở mặt rồi. Sắc mặt của trưởng môn tối sầm lại. Chủ yếu là để tiết kiệm tiền mà. Trưởng môn nhìn Thẩm Nhược Hư, đột nhiên nảy ra ý định. Thẩm tiên tôn, trưởng môn còn chưa nói hết câu, Thẩm Nhược Hư đã biến mất. Phần sau ngươi không cần nói nữa. Mỗi lần ngươi gọi ta là Thẩm tiên tôn để chuẩn bị việc tốt, ta sẽ đi trước. Ngươi nhớ xử lý tốt ảnh ma này, nhớ thay đổi trận pháp. Đại hội tiên môn sắp đến. Ô Nhị Nhã ôm mèo nhỏ xuống khỏi phi thuyền. Mèo nhỏ là phân thân của Thẩm Nhược Hư, còn bản thể của hắn đã đến ma vực rồi. Nhìn những ma già yếu bệnh tật này, Thẩm Nhược Hư không biết họ lấy đâu ra dũng khí để khiêu khích hắn. Khi đến nơi, đã có nhiều môn phải đến rồi. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày tại Thiên Kiếm Môn, ngày mai bắt đầu thi viết chính thức. Đó là Thiên Âm Môn phải không? Nhìn họ đều cầm nhạc cụ, trông thật đẹp. Chúng ta vẽ bùa trông như thầy bói. Người ta đi phản gián đều tiên khí lượn lờ. Chúng ta đi phản gián luyện tập như thầy bói vẽ bùa. Ô Nhị Nhã có chút ngượng ngùng. Có lẽ lần này âm tu sẽ làm mọi người thất vọng về âm tu. Có một nữ đệ tử của Hoàng Hoan Tông đến bắt chuyện với đệ tử Thiên Âm Môn, nói muốn họ biểu diễn. Họ có thể múa phù họa. Đệ tử Thiên Âm Môn có chút ngượng ngùng. Thực ra không phải, Thiên Âm Môn không muốn phô trương sức mạnh của mình. Hơn nữa bây giờ thực sự không thích hợp. Tiên tử này, mèo của cô thật dễ thương. Tôi có thể chạm vào nó không? Một nữ đệ tử nói và đưa tay chạm vào. Mèo của tôi khá sợ người lạ. Nữ đệ tử đó có chút ngượng ngùng. Ô Nhị Nhã nhanh chóng lùi về phía Thượng Quan Nhất. Tại sao những người này lại nhiệt tình như vậy? Cô ấy thực sự không quen. Đệ tử Thiên Âm Môn trông thật lạnh lùng, thật quyến rũ. Họ cũng rất đẹp trai. Thật muốn có một đêm xuân với họ. Câu này là đệ tử của Hoa Hoan Tông nói. Đệ tử Thiên Nhất Môn lại lặng lẽ lùi xa một chút. Trời ơi, thế giới bên ngoài thật đáng sợ. Ô Nhị Nhã sau khi đến chỗ ở, liền lấy mèo nhỏ ra. Thế Tôn, người ngoài thật nhiệt tình. Không cần để ý đến họ, tối nay các ngươi phải cảnh giác. Có thể sẽ có đệ tử Hoa Hoan Tông đến tìm các ngươi. Tìm chúng con làm gì? Hoa Hoan Tông tu luyện song tu nam nữ. Họ đến tìm đương nhiên là để song tu. Trời ơi, thật là quá thoáng. Khi màn đêm buông xuống, Thượng Quan Nhất đột nhiên chạy ra với quần áo xộc xệch và vẻ mặt kinh hoàng. Phía sau cũng có vài đệ tử khác chạy ra với quần áo xộc xệch và tiếng hét kinh hoàng. Các ngươi làm sao vậy? Sao trên mặt còn có dấu môi? Tôi đang ngủ ngon lành, đột nhiên có người vào phòng tôi, con gấu chui vào chăn của tôi. Bên tôi cũng vậy. Tất cả mọi người đều như Thượng Quan Nhất. Tiếng động này đã thu hút trưởng lão Cần Tiên và trưởng lão Cần Vũ đến. Chuyện gì xảy ra vậy? Sao lại ồn ào như vậy? Trưởng lão Cần Tiên nhìn thấy đệ tử quần áo xộc xệch, mặt ông thực sự xanh lè. Các người đang làm cái quái gì vậy? Ô Nhị Nhã ông mèo nhỏ đứng phía sau. Cảnh tượng này thực sự chói mắt. Trưởng lão, không phải chúng tôi, là có người đột nhập vào phòng chúng tôi. Trưởng lão Cần Vũ nhìn một cái là biết chuyện gì. Ngươi đừng lo lắng, chắc là họ gặp người của Hoa Hoan Tông rồi. Vừa dứt lời, từ các phòng khác có rất nhiều phụ nữ bước ra. Ai nấy đều xinh đẹp quyến rũ. Mắt của Ô Nhị Nhã sáng lên. Nhiều chị đẹp quá. Trưởng lão, chính họ đã động tay động chân với chúng tôi. Vị sư huynh này, sao lại nói như vậy? Chúng tôi cũng không tệ. Nếu song tu với các ngươi cũng được lợi mà. Thà để chúng tôi hưởng lợi còn hơn để người khác. Còn tăng tu vi nữa, các ngươi thật quá đáng.
Hoa Hoan Tông các ngươi ngày càng quá đáng. Đừng giận. Đây chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa họ vốn dĩ dựa vào song tu để tăng tu vi. Chúng ta bên này đều như vậy. Chắc bên khác cũng không khác mấy. Trưởng lão Tần Vũ nói đúng. Các môn phái khác cũng gặp tình cảnh tương tự. Có người tâm tình không vững, thực sự đã bị mắc bẫy. Các người mau đi đi. Đệ tử Thiên Âm môn các người cũng thấy rồi. Không muốn dính líu với các người. Trưởng lão Tần Vũ thật sự tốt tính. Đệ tử Hóa Hoan Tông đã quen rồi. Hầu như lần nào cũng bị từ chối ở Thiên Âm môn và Thiên Kiếm môn. Chúng ta đi thôi, biết vậy đã không đến đây. Chắc những người khác đã thành công rồi. Đi thôi, đi thôi, không ngờ sư huynh sư tỷ nói đúng. Thiên Âm môn và Thiên Kiếm môn là khó nhất. Nhìn thấy người của Hóa Hoan Tông rời đi, thượng quan nhất thở phào nhẹ nhõm. Đây là chuyện gì vậy trời? Để ủng hộ kinh phí cho kênh, mọi người hãy subscribe và cày view, hoặc donate cho mình nha mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem và ủng hộ kênh.